còn lon bộ không ạ? Đấy, trông giống tiểu cảnh hay quá nhỉ. Cái phần đế cũng là lũa luôn. Mà là phần đế cũng chia sẻ với quanh nhà mình là lũa Ngọc An Hà Giang nhé. Hai cái phôi ghép lại thành hai cái đế. Hai cái phôi ghép vào quanh nhà mình thì ok chứ. Đấy. Bình thường thì chỉ làm với bác nhà mình cái chân kỷ thôi, nhưng mà bên em làm cho bác nhà mình cả một cái phôi lũa Ngọc An Hà Giang như này. Đấy, bác nhà mình. Anh Hải Sa Lộ đấy. Vâng, em xin thú bút ra xem comment các người. Đấy. Bước này Trời ơi, em ưu đãi giá xưởng cho các bác nhà mình luôn. Đấy, một kho Ngọc An Hà Giang như 3 này triệu. Chẳng lẽ đấy không, các bác nhà mình lại không giao lưu với em được thì thực sự rất là tiếc luôn. Bước này lấy bác gì đang comment hỏi giá đấy. Lấy giá 3 triệu thôi, rẻ. Đấy. Bác ạ, chiều cao 1m22. Chiều cao 1m22 như anh trai nhá. Anh trai ơi, ngắm nhìn cho em cái tác phẩm này đi ạ. Các bác nhà mình mà chưa nhìn máy thấy bên. Họ lại check cái máy cao lên một chút xíu nữa để các bác nhà mình nhìn tổng quan nhé. Chiều cao là 1m22. Nhìn cái kia cơ mà. Chiều rộng là 53. Đấy, chiều rộng cho các bác nhà mình là 53. 53 là em đo phần thân này nhá. 53 là đo phần thân này. Đấy. Còn chiều sâu ạ, chiều sâu của cái tác phẩm này thì khoảng với các bác nhà mình là phải cần độ tầm độ 40. Đấy, chiều sâu 40 vì nó là cái phôi lũa cho nên là nhiều khi các bác nhà mình cũng phải xem cho em một chút xíu về cái phần kích thước. Chiều cao tổng quan thì em đo là 1m22 rồi. Đấy, chiều rộng là 53. Đấy, các bác nhà mình thấy ok chưa? Một cái phôi lũa này. Đấy. Và em báo giá trực tiếp trên live cho các bác nhà mình nhá. Nặng mấy kg cân cho bác? À, nặng mấy kg em cân luôn, có cân cho các bác nhà mình luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Phôi này là phôi to đấy ạ. Giao lưu với cả nhà mình giá thành là bao nhiêu ạ? 3 triệu đồng. Đấy, 3 triệu đồng cho các bạn nhà mình. Cân luôn cho bác là bao nhiêu? 22 ký. 22 cân. 22 cân nha anh trai nhá, 22 cân. À, có liền khối không? Vâng, em xin chào bác Soái đói nhá. À, cái tác phẩm này chia sẻ với các nhà mình nhắc lại lên đây không? Nền khối ở dưới là cái đế riêng. Đấy. À, vâng, bác Soái ơi, cái tác phẩm này chia sẻ với các nhà mình là cái phần đế này là riêng. Đấy, các nhà mình nhìn là đã phát hiện ra rồi đúng không ạ? Cái phần đế này là riêng và cái đế này thì bên em làm cũng là lũa Ngọc An Hà Giang. Và bắt cho các nhà mình chắc chắn lên đây rồi, các nhà mình thấy ok chưa? Đấy, cũng vẫn là lũa nhá, vẫn là Hà Giang chuẩn xịn cho các nhà mình luôn. Đấy, nặng 22 cân và cái phôi gỗ để các nhìn cho em này. Đấy, các nhìn cho em một cái phôi gỗ lũa như này. Chiều cao 1m22. Đấy, chiều cao lên tổng thể là 1m22, giao lưu với cả nhà mình giá thành là 3 triệu đồng. Đấy, giao lưu với cả nhà mình giá thành 3 triệu đồng cho các nhà mình nhá. Đấy, em vẫn bao gồm cả phí vận chuyển cho các bác nhà mình đến tận nơi. Đấy, các bác nào ok không ạ? Ok cho em tác phẩm này đi. Các bác nào vừa hỏi em trong live đi ạ. Đấy. Bác Hải Sa Lộ và bác A Dương Nguyễn, bác Xoài Đói có thấy ok cho em sản phẩm này không ạ? Cho em xin những cái bình luận lên ạ. Cho em xin từ chốt đi. Vâng ạ, lũa Ngọc An Hà Giang hiện tại không còn được cái phôi đẹp như này đâu, cho nên cả nhà mình đang yêu mến rồi. Đã muốn sở hữu rồi thì hãy ok chốt cho em trên like nhé. Đấy, chốt trực tiếp trên like cho em. Em khẳng định với các bác là khi mà các bác nhà mình đi ra ngoài, các bác mua cái tác phẩm này không có dưới 5 triệu đồng. Đấy, không có dưới 5 triệu đồng các bác nhà mình nhé. Đấy, mà trên like trực tiếp này em chia sẻ với các bác nhà mình giá thành là 3 triệu đồng với các bác nhà mình. Đấy, 3 triệu đồng bao